Có thật xấu gì không? Ui, nhiều thấy lắm anh. Hiền. Ôi trời, nhiều lắm. Khí thế. Trời, hết hồn luôn. Ôi, mới nói. Mình luôn. Ồ, bé nhìn nó hiền quá, chắc không có đâu nghe. Cơ hội đến rồi. Và em hay quên lắm. Hay quên. Ăn quên rửa chén này, Rồi. À, ngủ quên quét nhà này. Ngủ quên dậy luôn. Vợ em ngủ thì đẳng cấp luôn. Em nghĩ là nếu có cuộc thi ngủ chắc vợ em cũng phải vào top 10. Cuộc thi ngủ. Gì nữa không? Mà nhiều khi là cũng ngây thơ lắm. Đi ra Cù Lao Xanh ở Quy Nhơn chơi là cũng không biết bơi, cũng lao ra ôm phảng, lao ra biển như thật. Thế xong là trôi tuyết tịt 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 xuống dưới kia mà làm em phải bơi ngược dòng. Em bơi xuống, em kéo lên. Mà không có đeo phao gì không? Không đeo phao gì luôn, nằm lên trên cái phao mà vuông vuông ở biển ấy. Trời ơi, liều dữ vậy trời. Nhưng mà tại vì sao là em bị trôi tít ra xa đấy? Tại vì là chồng em mãi đi ngắm san hô, cứ lặn ở dưới. Còn em thì nằm ở trên cái phản đó cứ kêu gọi chồng ơi. Thế cuối cùng là hai người bạn của chồng em phải bơi ra chỗ em trước. Vậy là lòi ra tật xấu đó là tật xấu của ổng á. Đúng rồi. Oh, hai bạn rất trẻ. Xin chào hai bạn trẻ. Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, các cán bộ chiến sĩ đang xem và cùng toàn thể các khán giả xem chương trình. Em tên là Trần Thanh Tùng, 28 tuổi, đến từ Nam Định. Hiện nay đang công tác tại tiểu đoàn 14, sư đoàn bộ binh 5. Tùng là công tác bên là... Em công tác bên pháo binh. À, pháo binh. Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, các cán bộ chiến sĩ trong trường quay và toàn bộ quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phùng Thị Minh Phương, 24 tuổi, em đến từ Nam Định. Hiện tại thì là em đang làm nhân viên bán hàng thôi ạ. Hai bạn có phải là quen nhau từ Nam Định không? Thưa anh chị thì em và vợ em cũng quen nhau từ Nam Định. Thôi bây giờ thôi kể đi cho anh biết đi. Cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau nè, ấn tượng về nhau ra sao? Nói thật anh chị là hồi đấy em cũng đang đi diễn tập năm cuối. Đang ngồi trên đồi không có ai nói chuyện thì tự dưng vợ em hồi đấy lại nhắn tin đến thả em một cái like. Em cũng không biết là tại sao lại tự dưng có người lạ nhắn tin cho em. Thế là em vào em xem. Vậy là cô này chủ động. Vợ em hồi đấy là bán hàng online, em có nhắn tin trả lời lại là anh không có cái gì mua cho em đâu, em đừng có dụ dỗ anh. Thà dễ sợ luôn. Thế là vợ em mới cứ hỏi chấm về anh nói gì vậy. Tự nhiên là vì hồi đó em đang bán hàng online, tự nhiên lại có một người nhắn tin đến là anh không có gì để mua cho em đâu. Ủa sao tự nhiên cái ông này ông nhắn kỳ vậy ta? Cuối cùng là mới vỡ ra là em nhắn tin cho anh ấy trước. Em không biết là em nhắn tin cho anh trước. Em không biết là em nhắn tin cho anh ấy trước luôn. Tại vì là sao vậy? Hồi đó là em đang bán hàng online thì em bị mất Facebook ấy ạ. Thì hồi đấy là nhờ mọi người là kết bạn lại với em tại vì mất Face. Thế xong rồi là có đề xuất kết bạn với anh Tùng. Thế em mới vào em xem thì thấy anh này nhìn cũng được, với cả là mặc quân phục thì em cũng thích. Em cũng mong có kết bạn nhưng mà không biết là không nhắn tin cho anh từ lúc nào. Nhưng mà cái đó là cách đây mấy năm rồi, chắc 5-6 năm, từ tháng 2017 đến giờ. Lúc đó là bé ấy chỉ là mới 18 tuổi thôi. Đúng đó. Đúng rồi. Nhưng mà Tùng thì sao? Em thì đợt đấy xem cũng vào em xem thì thấy vợ em để quả ảnh avatar thì chống cằm ngồi trên thuyền mà lúc đồng tiền nhìn rõ xinh. Em thì tưởng cô đơn bao nhiêu năm nay, tưởng có ai nhắn tin đến thì phải chấp thời cơ luôn anh. Thế phải làm quen liền. Hồi đấy cũng phải mò lên hỏi là cách làm quen gái ú như nào, em ăn cơm chưa, em các kiểu này kia. Là em hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tức là sau khi mà cái tin nhắn của bạn này tình cờ đến em là em chủ động. Dạ. Cưa lại. Dạ vâng, em chủ động làm quen lại. Thế xinh quá mà. Chủ động làm quen lại. Thế quả avatar ngồi chống cằm trên thuyền xinh quá, bởi vì chịu đâu nổi. Đúng không? Dạ. Cô đơn bao nhiêu năm nữa? Nhắn tin qua lại bao lâu thì mới gặp nhau ngoài? Bọn em cũng trao đổi nhắn tin trong vòng 2-3 tháng. Đợt đấy em cũng đi thực tập thì cũng được về nhà. Cũng hẹn vợ em lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn cô ấy ở ngoài đời thì sao nào? Thì lúc đấy em nhìn thấy vợ em thì cũng học sinh, thân hình cũng nhỏ nhắn, mặt thì được cái ấn tượng là mặt cũng mũm mĩm. Rất là dễ thương. Thế còn Phương thôi khác xa so với ảnh. Hôm đó là chồng em thì thấy mặc áo phông này, xong một cái quần chạy theo để ra cái xe của em ấy. Hai cái đùi ông dính mà. Tại vừa đi vừa để dính cái đùi mà. Nghĩ trong đầu à, sao cái ông này dẹo thế, không thấy men giống ở trên ảnh.
Có nghĩa nhìn bé tẹo hả? Dẹo là hai chân nó quýnh với nhau. Em có nghi không? Lúc đó thì em cũng hơi nghi là có hơi tím nha. Tím. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì em thấy là anh cũng khá không hề tím, không tím chút nào. Và rất xanh. Xanh mơn mởn. Sau bao nhiêu lâu thì hai bạn chính thức tỏ tình với nhau? Sau khoảng 4-5 tháng gì đấy thì bọn em chính thức yêu nhau thì em là người tỏ tình. Tại vì là khoảng thời gian làm quen là em cũng đã thích anh ấy rồi. Và đến hôm đấy thì em đang đi tập ở phòng gym á, thế bạn em mới khích bảo là sao không nhắn tin tỏ tình đi. Mãi lúc sau em mới nghĩ thôi thì nhắn tin cho anh ấy. Em nhắn là thật ra là em thích anh từ lâu lắm rồi. Thế anh nhắn tin lại, anh cũng chờ câu nói của em từ lâu lắm rồi. Làm người yêu anh nhé, thế em đồng ý thôi. Lãng mạn quá. Tại sao Tùng lại để cho người ta tỏ tình với mình mà mình không phải là người chủ động? Theo quan điểm của em hồi đấy thì công việc của bộ đội bọn em là cũng xa nhà, cũng cần một người mà thấu hiểu và chia sẻ, thông cảm với mình được. Thì em nghĩ là tình yêu bền chặt nhất phải xuất phát từ người con gái. Mặc dù em cũng có thích nhưng mà em cũng không dám nói, chỉ chờ vợ em nói trước thì em... Nếu như Phương không nhắn trước thì sao? Không nhắn trước thì em nói. Tức là cũng thích rồi. Dạ. Chỉ đợi một lời nói đầu tiên thôi. Sau đó thì sao? Sau đó thì em có nhận được công tác vào trong quân khu 7 công tác. Và em thì mới thi lên đại học trên Hà Nội. Thế là chúng em bắt đầu yêu xa từ xa lắm đó nha. Yêu xa bao nhiêu năm? Chắc cũng phải 4-5 năm. 4-5 năm. Bọn em cũng mới cưới. Yêu xa cho tới lúc cưới luôn ạ. Yêu xa như thế thì giữa hai người có bao giờ xảy ra những chuyện ghen tuông hiểu lầm gì không? Anh nghĩ là có đó, tại vì cô bé này cũng mới lớn mà. Đúng rồi, còn anh này cũng đẹp trai đúng nữa. Đúng rồi. Mà anh này lại vào ở trong Nam nữa. Cũng có nhiều lần đấy ạ. Nhiều lần luôn. Thôi để Tùng kể đi. Cái lần mà cô ấy ghen mà giận hờn mình đó mà không bao giờ quên được, đó là lần nào? Chắc có lẽ là cái lần bọn em về chuẩn bị chụp ảnh cưới. Em cũng nói chuyện vu vơ với lại một cái bạn nữ khác, nói chuyện thôi chứ không có ý gì cả. Mà vợ em cũng biết Facebook của em, vợ em vào Zalo của em, vợ em nhìn thấy. Vợ em cũng bảo là anh cũng không có ý gì ấy. Vợ em vẫn lên cơn ghen, bùng vằng không cho chụp ảnh cưới này kia. Ôi, nhưng mà sao mà để mà xoa dịu được cái cơn ghen, cơn giận hờn của mình để mà chấp nhận chụp ảnh cưới với anh? Anh cũng có xin lỗi, có tặng hoa, nhưng mà cũng phải vài ngày sau thì em mới nguôi ngoài. Nhưng mà cái ngày chụp ảnh cưới đó là Tùng đã cầu hôn em chưa? Chồng em không cầu hôn em. Lại một khuôn mặt giận hờn hiện lên. Không cầu hôn ở đây là không cầu hôn bằng nhẫn và hoa. Chị hiểu, con gái mình là mơ ước có một người sẽ quỳ xuống đúng không? Được chứng nhận ra và nói là em có đồng ý làm vợ anh đó. Đó, vậy là cầu hôn. Nước mắt coi như là ràng rụa và nói những lời yêu thương và hôn nhau. Nơi lãng mạn. Nhưng mà không có. Hôm đấy là chồng em đèo em đi ở quanh hồ gần nhà em chơi á, cũng nói là anh thì bộ đội rồi khô khan rồi, anh cũng không biết phải bày tỏ tình cảm với em như thế nào. Xong nói một thôi một hồi rồi thì nói là thì em có đồng ý làm vợ anh không? Vậy là cũng có cầu hôn mà, chỉ là không có nhận thôi. Chỉ là cầu hôn không có nhận vào hoa thôi. Không có nhận quỳ thôi anh chị. Đúng rồi. Em về cũng gấp để kịp ăn hỏi. Thế là xong là em cũng nói như thế. Thì vợ em dỗi bảo em vô tâm. Xong vùng vàng em nhắn tin không trả lời. Sắp đến ngày cưới mà không thấy cô dâu trả lời chú rể thì em sốt ruột. Em chạy sang em gọi bên nhà đó. Em bảo với mẹ vợ em, con sang đây hỏi bố mẹ xem là vợ con có muốn cưới nữa không. Em biết bố vợ nghe thì thế mới tách cổ vợ em xuống. Hỏi xong là cuối cùng là vợ em khóc lóc gì rằng bảo em vô tâm. Rồi vợ em lên phòng. Thế là mẹ vợ em đuổi em lên phòng dỗ. Em đóng cửa dỗ luôn. Thế là xong thôi. Đóng cửa dỗ luôn. Dỗ cả đêm đúng không? Dạ. Xong đến đó rồi là bắt đầu là huề, bắt đầu đám cưới. Sau đó thì hai vợ chồng cùng vào đây. Chị và em nói với em là có gì cho vợ ở với nhà chồng một năm, sang năm đón vào. Thì em cũng để vợ em ở ngoài đấy một năm. Thì em vừa mới đón vợ em vào đây cách đây khoảng hơn tháng thôi. Vậy là đôi này là yêu xa là nhiều nha. Vợ chồng son thì bao giờ trong cái năm đầu là rất cần ở gần, ở cạnh nhau. Đúng. Sau khi cưới lúc chồng em đi thì nói chung em cũng buồn với cả là hụt hẫng. Nhưng mà khi mà ở cùng với gia đình nhà chồng ấy thì bố mẹ chồng yêu thương em. Trong suốt một năm xa chồng như vậy, vợ có tủi thân, vợ có khóc không? Vợ có buồn nhiều lắm không? Em nghĩ là như vợ em là một người hay nghĩ thì chắc vợ em cũng sẽ rất là dễ tủi thân. Mỗi lần như vậy thì nhắn tin dỗ dành. Mỗi lần em vào trong đây là vợ em hay tiễn em ra sân bay lắm.
mà vợ em được cái đặc tính là say xe mà vẫn cố gắng lên để tiễn em. Mà mỗi lần như thế thì lúc nhìn vợ em thương lắm, cứ thấy lủi thủi một mình đi về. Thấy vợ quay đi lủi thủi đi về, cái cảm giác nó thật sự là anh hiểu được. Em nghĩ là bản thân Tùng cũng sẽ là một người cảm thấy buồn và nhớ vợ chứ, đúng không? Chắc là Tùng cũng sẽ có những lúc cảm thấy tủi thân và cô đơn khi mà mình lấy vợ xong mà mình lại phải xa vợ như thế, đúng không em? Dạ. Có khi nào khóc không? Lần đầu em có vào đây thì em cũng có khóc. Đó, thấy thương chưa? Khóc vì điều gì? Khóc vì em nghĩ là nói chung là vì cuộc sống mà mình phải xa cách nhiều thứ mà mình quen thuộc á. Gia đình, bạn bè, người yêu. Mình vào một nơi mà mình không có quen, rất là xa lạ. Là em cũng thấy tủi thân bản thân mình. Em cũng thấy thương vợ em nữa. Quan trọng nhất là có cái chữ thương ấy em. Tại vì yêu thì đôi khi nó chỉ nồng cháy lúc đầu thôi, nhưng mà cái chữ thương là nó sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời. Thôi bây giờ mình đến cái phần đáng ghét đi anh. Nhưng mà em ơi, cặp này là họ chỉ mới ở gần một tháng. Có một tháng thôi à? Đâu có tật xấu gì lòi ra đúng không? Ai bảo anh thế? Chắc chắn có. Có, Vương. Có, chắc chắn có rất nhiều. Đấy, thấy chưa? Có rất nhiều à? Người ta đang quen yêu xa. Cứ lôi về gần. Đó. Cái vấn đề Phương. Gì? Vấn đề gì? Đầu tiên là không lãng mạn. Ví dụ như ngày sinh nhật của em á, mà em có bảo là thôi ngày sinh nhật của em nhưng mà bận thì cũng không phải chúc gì đâu. Thế đến ngày sinh nhật là cũng thôi luôn. Ai bảo em nói thế? Quên luôn. Trời ơi, đường cho Hương chạy. Em phải nói là anh mà quên em sẽ giận anh đấy. Ồ. Đúng không? Tại vì là hồi đó là chồng em diễn tập cũng bận ấy ạ. Nên là thôi thì chồng ở xa với cả là cũng bận nên là thôi em cũng thông cảm. Nhưng mà đến ngày hôm đấy thì không nhận được lời chúc thì em cũng rất là hổ thẹn. Đúng rồi, cái cảm giác cái sự vô tâm nó lặp lại đúng không? Có giận không? Có ạ. Giận chứ. Rồi sau đó thì em có bù đắp không? Em cũng có nói để cho vợ vững tin thôi, còn sau thôi. Không có tặng quà bù đắp à? Nếu bảo là không bù đắp thì cũng không phải. À. Tại vì là mỗi lần mà chồng em về phép thì chồng em sẽ đưa em đi du lịch. Không lãng mạn. Còn hay gì không? Thật xấu đó. À, cũng hay quạo lắm ạ. Chẳng hạn như là em mới vào, em muốn đi chơi thì em muốn đi uống trà chanh. Đi được nửa đường thì không tìm được cái quán ấy đâu. Thì anh ấy tức, anh bảo là thôi đi về, thôi đi về. Xong rồi là đi được nửa đường thì em cứ vùng vằng ấy. Thế là chồng bảo em là thế em lên đèo đi rồi đi tìm quán tiếp. Thế là em có lên đèo nhưng mà em đi về thẳng về nhà luôn. Trời ơi, vợ mới vào còn bỡ ngỡ chưa quen. Mình phải kiên nhẫn chiều vợ một tí chứ. Đúng không? Mình đang là thổ địa ở trong này rồi. Mà mỗi lần mà chị giận anh nhà chị là chị sẽ phải tìm mọi cách để cho anh ấy phải hiểu là chị đang cần cái gì, đang muốn cái gì. Nên chị nghĩ là em cũng không nên nói ngược nhá. Mình cứ nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Chứ đừng nói là không sao đâu, là họ sẽ như vậy hoài á. Muốn họ hết vô tâm là mình phải thể hiện rõ cảm xúc của mình là mình không vui khi bạn ấy quen như vậy. Muốn không thiệt thòi thì phải thẳng thắn. Phải thương vợ vì vợ đang ở ngoài kia đang quen, tự nhiên vào đây em là người thân duy nhất của cô ấy ở đây bây giờ. Vợ có mong muốn Tùng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong muốn là chồng em là kiên nhẫn với em hơn một chút. Kiên nhẫn với em hơn. Tại vì là đôi khi em hay hờn dỗi á, mình mong là anh sẽ dỗ em. Rồi với Tùng thì sao nè, cô có thật xấu gì không? Ui nhiều lắm anh. Nhiều lắm. Ý thế. Trời hết hồn luôn. Ôi, mới nói mình luôn. Ồ, bé nhìn nó hiền quá, chắc không có đâu nha. Cơ hội đến rồi. Và em hay quên lắm. Hay quên. Ăn quên rửa chén này, ngủ quên quét nhà này. Ngủ quên dậy luôn. Vợ em ngủ thì đẳng cấp luôn. Em nghĩ là nếu có cuộc thi ngủ thì chắc vợ em cũng phải là top 10. Cuộc thi ngủ. Gì nữa không? Mà cũng nhiều khi là cũng ngây thơ lắm. Đi ra Củ Lao Xanh ở Quy Nhơn chơi là cũng không biết bơi, cũng lao ra ôm phảng, lao ra biển như thật. Thế xong là trôi tuyết tịt 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 xuống dưới kia mà làm em phải bơi ngược dòng. Em bơi xuống em kéo lên. Mà có đeo phao gì không? Không đeo phao gì luôn, nằm lên trên cái phao mà vung vuông ở biển ấy. Trời ơi, liều dữ vậy trời. Nhưng mà tại vì sao là em bị trôi tít ra xa đấy? Tại vì là chồng em mãi đi ngắm san hô, cứ lặn ở dưới. Còn em thì nằm ở trên cái phản đó cứ kêu gọi chồng ơi. Thế cuối cùng là hai người bạn của chồng em phải bơi ra chỗ em trước. Vậy là lòi ra tật xấu đó là tật xấu của ổng á. Đúng rồi. Trời ơi vô tâm. Sau đó là chồng em bơi ra. Như vợ anh không biết bơi là mỗi một lần anh đi biển nha là anh không bao giờ anh rời xa vợ anh nữa. Tại vì anh sợ bà bị hụt chân á. Em biết mà đi ra xa chút xíu là nó rất là dễ bị hụt á. Đúng. Và kéo người không biết bơi đi luôn. Mà ở đây không biết bơi lạ nước lạ cái mà ổng còn đi ngắm san hô xong để vợ ôm phản lao ra biển như đúng rồi. Để tật xấu của vợ mà lôi ra cái tật của mình còn xấu hơn. Rồi gì nữa em? Đi xe số là vợ em không biết đi. Vừa rồi bọn em cũng đi lên chỗ Hà Giang chơi ấy. Mà cái đường Hà Giang là trên đấy là đồi núi nhiều lắm. Thế vợ em thì đèo, hai vợ chồng cũng
cũng là một đối thủ nặng ký ấy. Xe số mà leo dốc cứ số 4 chơi số 4. May không cháy nổ xe đấy, rồi bọn em cứ nhật phát số 4 đi cứ thế lên dốc lao. Tưởng tượng dốc mà đi số 4. Không biết bơi nhưng mà thích lao ra biển, mà không biết đi xe mà rất là thích leo núi. Mà leo bằng số 4. Số 4. Bé nó tưởng là đường dốc như đường trường. Dạ. Rất là vô tư. Chồng vô tâm gặp vợ vô tư. Bọn em cũng mê tín lắm. Mê tín. Thí dụ đi. Ví dụ là như là bọn em cũng đi tối đêm đường đồi về, em đèo đằng trước mà vợ em cứ ngồi Nam Mô A Di Đà Phật cho phù hộ độ trì gì thì em nghe em sốt hết cả ruột ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi. Bà đọc to lắm ạ. Vợ em đọc to lắm, em sợ. Càng đá run thì càng thêm run nữa. Đã sợ rồi. Hà là êm tĩnh nói, Hà là nói chuyện vui. Không bằng sao cứ là mùa gì là Phật, mùa gì là Phật, mùa gì là Phật. Hương em giải thích đi, vì sao lại thế? Tại vì ngày xưa là chúng em đi Vũng Tàu á, đi đường thì cát, chồng em đi thì nhanh quá, chỗ quẹo em sợ. Thế xong em mới hét lên bảo là chỗ cát thì thôi anh đi chậm thôi. Từ sau đấy là anh cứ dưới 40 anh đi. Cuối cùng là đi từ Tây Ninh xuống Vũng Tàu và em mất 11 tiếng. 11 vừa đi vừa bò ra đường ấy chị. Anh nghe lời vợ. Anh nghe lời vợ đúng không? Dạ. Đấy là ưu điểm ấy. Ưu điểm. Thế thì Tùng bây giờ mong muốn vợ yêu của mình thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn tương lai vợ em thì một là cũng bớt quên đi, hai nữa là cũng chăm chỉ tập thể dục thể thao hơn. Bớt ngủ lại. Bớt quên anh ngủ mà quên không dậy ấy. Quên. Ba nữa là bớt hờn dỗi. Vợ của em á, thật ra là bây giờ vẫn còn rất là trẻ. Đúng. Vẫn còn trong cái giai đoạn chơi đấy. À, khám phá. Đúng. Đó, lại thêm nữa là phải xa quê vào đây. Ừ. Còn lạ nước lạ cái dữ lắm, cần phải có sự hỗ trợ. Đúng rồi. Mà ở đây đó lại là chồng mình. Phương vẫn còn có cái gì đó, vẫn còn rất là rụt rè. Đúng rồi. Vẫn còn nhát, chưa có sự tự tin. Thì em chính là cái người mà giúp cho Phương vượt qua những cái điều kiện đó, trở nên là một người vợ sẽ hỗ trợ cho em sau này. Chị nghĩ bây giờ cô ấy đã có những cái hờn dỗi của mình vì mình ngày xưa mình chưa kịp cầu hôn cô ấy. Thì bây giờ ở đây trước mặt các chiến sĩ ở đây, trước mặt mọi người của chương trình, em có thể quỳ xuống và cầu hôn bù vợ em được không? Phương có muốn điều đó đến với em với Phương không? Dạ có. Em xin phép chương trình. Tuyệt vời em ơi. Tuyệt vời. Ôi, xúc động quá. Em có đồng ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Ừ quá. Trời ơi, đáng yêu quá. Hy vọng rằng thì tương lai sắp tới em sẽ là người đồng hành với anh. Anh xin hứa sẽ cho em những cái điều thật tuyệt vời và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, kiên nhẫn và che chở cho em. Em hứa là trong tương lai thì chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Đáng yêu quá. Hai bạn cố gắng nhé, hành trình còn dài lắm đấy. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng Tùng và Phương. Rồi xin chào bạn nha. Đầu tiên xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Dạ, quê em ở Đồng Nai chị ạ. Họ tên, tuổi tác, công việc mình tự giới thiệu đi bạn ơi. À, tự giới thiệu luôn hả? Trời chứ sao tôi giới thiệu giùm bạn được. Bạn tên gì, họ tên, công việc của mình, tuổi tác của mình, quê quán mình ở đâu? Dạ, em là Nguyễn Quang Huy. Sinh năm 1993 nha. Rồi công việc em là gì? Đầu bếp nha. Bếp, đầu bếp là đầu bếp gì? Đầu bếp hải sản á, làm đầu bếp nấu ăn á chị. Ý chị là bếp Hoa, bếp Á, Âu, em làm trong đâu? Em mô tả ra một chút về cái chỗ em làm đi. Em làm bếp Á nha. Làm, đang làm ở đâu em? Làm ở trước, làm ở Vũng Tàu và em về Đồng Nai làm nha. Làm cho quán nhậu hay quán gì?
Dạ quán ăn nhà hàng hải sản á. Ừ. Rồi quê gốc em là ở đâu? Quê ở Đồng Nai nha. Có em có đạo gì không? Có đạo Thiên Chúa. Rồi em bây giờ là em đang ở chỗ làm hay là em đang ở đâu? Dạ em đang gần chỗ làm chị ạ. Gì gần chỗ làm là sao? Ở nhà em hay là gần chỗ làm là sao á, chị chưa hiểu. Gần chỗ làm á. Và đang ở nhà á. Trời ơi thì ông nói ông ở nhà đi. Không còn gần chỗ làm. Nhà ở Đồng Nai, làm ở Đồng Nai luôn đó đúng không? Ừ. Dạ. Ok, em nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của em giùm chị nha. Dạ, thì trước giờ em có được 3 mối tình rồi. Chia tay là lý do là địa lý xa quá. Rồi, 3 mối tình mà toàn là ở xa không hả? Hay sao? Dạ, có một mối tình ở gần nhưng mà mối tình đấy không có sâu đậm á. Còn hai mối tình thì ở xa nên... Vậy tại sao mà chia tay? Dạ. Ừ. Sao mà chia tay em? Thì do khoảng cách địa lý chị. Xa quá thì cả hai thì không thấy đến tới được với nhau nên chia tay chị ạ. Ừ. Dạ. Rồi thôi ok, em có cái điểm mạnh gì không? Điểm mạnh thì... người lo cho gia đình với ngoài xã hội thì đi giao tiếp cũng tốt. Ừ. Rồi có tật xấu gì không em? Tật xấu là hút thuốc hơi ít thôi, à, hơi nhiều chứ. Em hút thuốc ngày 8 điếu chị nhé. Hút nhiều không? Khoảng 7-8 điếu á. Dữ vậy cho, nha. Do công việc nó ép lực á. Ừ. Rồi ok, em đã từng kết hôn gì chưa? Dạ chưa nha chị nha, em là độc thân nha. Rồi ok, bây giờ thích tìm mẫu bạn gái như thế nào? Có em độc thân, có Chúa thẩm định nha. Em là đại Thiên Chúa. Có Chúa thẩm định hả? Dạ. Rồi bây giờ thì sao, muốn tìm một người con gái như thế nào? Để là bây giờ một người con gái ở gần cùng, nói chung là cùng quê đi, ở Đồng Nai á. Miễn sao mà làm việc ở Đồng Nai được rồi. Ừ, ngoại hình tuổi tác thì như thế nào em? Thì tuổi thì cỡ như em, bé hơn em được, lớn hơn em 3-4 tuổi cũng được. Lớn 3-4 tuổi được luôn hả? Dạ, xinh xắn được rồi. Nói chung miễn đẹp là được ha. Không cần đẹp đâu cha, miễn xinh xắn là được rồi. Biết lo cho gia đình thôi được rồi. Rồi. Rồi gì nữa không? Yêu cầu gì nữa không? Sao dễ đẹp vậy? Đẹp giống em chị được rồi. Em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Em cao 1m7 chị ạ. Ừ. Rồi. Nặng 64 kg nha. Rồi ok. Miễn sao đẹp giống chị được rồi. Trời ơi, chưa thấy tôi mà biết chị cũng dễ thương dữ luôn. Không, mà nghe giọng nó là em biết chị xinh rồi. Trời ghê quá vậy. Chà, khéo miệng vậy mà sao không cua được em nào vậy? Chị Huy, nói thật đi. Dạ. Em mà cái miệng như thế này rồi vô nhà hàng đó mấy em thiếu gì luôn, là thả thính một cái là dính liền luôn chứ. Chắc tại em nghèo hay gì chị ạ? Lương được nhiêu đâu, chị phân tích ra coi, lương được nhiêu. Lương thì đủ sống 10-12 triệu à. Ở dưới đó 10-12 triệu được rồi. À, nhưng mà với mấy người đó người ta không đáp ứng được, người ta thì người ta không chịu. Nhiều như vậy nhiều khi em đòi đại gia hay là gì, mấy cô chân dài quá, chị mình bình thường thôi. Thì em bình thường mà. Bình thường thì người ta đâu có đòi hỏi em chi cao, người ta cũng bình thường. Nhưng mà cái số em xui chị. Ừ. Sao số em trong đó không được hay sao? Trong đó có dạ. Ai ok không? Có cô dạ. Nào ok không? Chị thấy là miệng em là cũng biết cô gái lắm rồi đó. Chị thấy vậy là chị đã thấy em đâu mà. Không, nhưng mà em nói chuyện em khéo nè, cũng khéo mồm lắm. Ừ, chưa gặp chị mà biết khen chị là chị thấy là khéo lắm rồi đó. Gặp cô nào đẹp nữa là chắc khen tới luôn. Sao mà không được? Ủa, lúc nãy em đã nói là em biết cách giao tiếp ngoài đường mà. Ừ.
Vậy đó hả? Rồi bây giờ ca hát được không? Để có karaoke thì em hát được nha. Trời, lên sân khấu hát được không? Sân khấu có, lúc đấy lên sân khấu có karaoke không chị? Không em, có coi chương trình chưa? Mình đứng mình hát chay thôi, nó không có Trai hả? karaoke gì hết á. À, trai hả? Ừ, Thôi, nha. để bây giờ để hẹn chị đến mốt Mốt em tập để luyện thêm ha. em tập quá. Ừ, đúng rồi. Ok em. Chứ giờ mà em hát chị nghe chắc chị cúp điện thoại nữa. Đúng rồi, thôi được rồi, chị cũng hết giờ của em rồi, nên là thôi để nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình rồi mình sắp xếp mình trao đổi thêm với em nha. Ấy Ừ, vậy cảm ơn phải Huy. được chọn đó hả? Ừ thì bữa nay em casting thôi mà chưa có biết mà, thì tụi chị phải xem lại, nếu mà em được chọn á thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em về nội dung đó. Ấy về chị chọn em đi. Trời ơi. Ừ thì cái đó tính sao Chị nha. Rồi em cái phần chờ lâu ok, rồi á. rồi cái phần casting của em xong rồi đó, tại nhiều bạn còn chờ đó Huy, cho nên Đây là đây. em thoát cuộc gọi nha, rồi Chị có gì mình gặp lại sau. nhớ để phần cho em nhá. Rồi ok, chào em nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Ừ rồi, chào Dạ. em. Chúc chị ngày mới vui vẻ. Vâng. Để chị cúp trước đi. Đâu được, em thoát ra đi, tụi chị còn ẹt người mới vô nữa. Vậy. Năm 1992. Bạn ơi, bạn nói to to lên xíu được không? Nghe được ít. Mình tên là Trần Mạnh Dũng nhé. Mình hiện tại quê thì ở Nam Định. Hiện tại bạn đang ở đâu? Quận 12. Ờ, quận 12. Rồi. À, hiện tại Dũng đang làm công việc gì và sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 992. Hiện tại đang làm việc công việc gì? Làm gì cơ? nhân viên phục vụ thôi. Ê Dũng, cậu cầm cái điện thoại lên, chắc là cái đặt đặt cái điện thoại xuống nó bị che mất cái mic rồi, không nghe được. Mình tên Dũng, năm 192 thôi. Rồi đang làm hiện đang làm công việc gì? Làm nhân viên. Nhân viên phục vụ cho nhà hàng. Nhà hàng trên quận 12 ạ. Xong ở Tân Phú. Nhà hàng Tân Phú rồi. Thu nhập mức thu nhập của mình là trung bình bao nhiêu tiền tháng? Khoảng 10 đến 12. Đến 12 tháng. Rồi. Bạn có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Thì cũng không có điện thoại mà nói chung là mình không thích mà không thích nhậu Ừ, bạn ấy bạn bạn cầm cái điện thoại của bạn lên hoặc bạn để gần lại không nghe được cái gì hết. nhẹt. Cũng không, tính cách thì mình cũng không thích chơi bài cửa. Giờ mình chỉ có muốn Cầm 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 sát điện thoại vào mặt đi, cầm sát điện thoại vào cái gần gần mặt xong rồi cứ thế mà nói thôi, mà nó nghe không được luôn. Không thích chơi bời tụ tập xong sao nữa. Mình cũng không nhậu, không hút thuốc, không uống rượu gì. Sở thích thì hát mới đọc sách thôi. Hát và đọc sách. Đúng. Rồi. Hiện tại giờ ở trên quận 12 thì mình đang ở nhà cửa như nào? Thuê nhà hả? Mình ở chung với mẹ với cả chị. Mẹ và chị gái. Chị là anh trai. Nếu bây giờ mà tìm được bạn gái mà phù hợp ấy thì khoảng bao giờ thì tiến đến hôn nhân được? Thì chắc là khoảng 2-3 năm gì đấy. Khoảng 2-3 năm. Đúng rồi. Bây giờ bạn lên chương trình bạn muốn hẹn hò là bạn mong muốn tìm người kết hôn hay là muốn người tìm người hẹn hò? Thì trước mắt thì cứ hỏi tiếp người kết hôn mình cũng muốn đó, nhưng mà tìm người phù hợp được thì mới tính. Rồi bạn mong muốn tìm đối tượng như nào? Thì mình muốn tìm người không cần xinh đâu, nhưng mà mình hiền hiền một chút, đừng mập quá được rồi, Đừng đi. đừng mập quá được rồi. Đừng mệt quá. Tuổi tác. Vậy thì ít tuổi hơn mình là được. Ít tuổi hơn.
công việc của bạn đó. Công việc thì không quan trọng lắm, miễn là không vi phạm pháp luật và trái với đạo đức này được rồi. Không trái pháp luật. Rồi. Chiều cao. Chiều cao thì tầm 1m55 là được rồi. Tầm rồi. Quê quán vùng miền. Ở quê thì không quan trọng, nhưng mà ở Sài Gòn thì tốt. Ở Sài Gòn là mấy tỉnh lân cận thì tốt. Sài Gòn đi. Đang sống ở Sài Gòn mà chơi thì ở đây cũng được. Rồi. Ok. Ok, cảm ơn Dũng nhá. Rồi, cảm ơn. Nếu mà tìm được người phù hợp thì chương trình nhất thì sẽ ấy nhá. Rồi chào anh ha. Dạ anh chào chị chương trình. Rồi anh đầu tiên anh giới thiệu về bản thân mình giúp em đi ạ. Dạ em là tên Trần Quang Ảnh. Trần gì anh? Trần gì anh? Văn Ảnh. Trần Văn Ảnh dạ. Rồi 89 rồi. Dạ em mời anh tiếp tục ạ. Dạ là quê quán là ở Hội An Bình Định. Mình làm công việc gì anh? Dạ em là tài xế chị. Tài xế xe gì anh? Alo. Công đi lơ chị. À ok, tài xế xe container. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là nói chung là có gì là nói chung là tất cả thứ gì công việc gì mình làm cũng được hết. Dạ chung là còn điểm yếu thì nói chung chuyện tình cảm thì mình hơi yếu đuối thôi. Chuyện tình cảm mình hơi yếu đuối. Nói chung em cũng đã trải qua một đời vợ rồi. Đã ly hôn được 3 năm rồi. Có con Dũng anh ơi. Dạ có con một bé trai 5 tuổi đang sống với mẹ đó. Rồi mình hàng tháng mình có chu cấp hay gì không anh? Dạ có chứ. Hàng tháng mình chu cấp bao nhiêu? Dạ nói chung là cái chuyện chu cấp thì tò nó ra thì chu cấp tháng là 2 triệu nhưng mà nói với em có thể em cho con em hơn cái số tiền đó nữa. Tại nói chung là hàng tháng đối với em chu cấp thì nó quá là đơn giản. Nhưng mà lương của anh mỗi tháng là bao nhiêu? Nói chung lương của em thì cao mà đúng em không? Em chạy là em kiếm có khi còn tháng là tháng mà thấp nhất thì tầm 15-16 triệu, còn tháng nào cao nhất thì cũng tầm hơn mấy 30 triệu. Rồi mình đi như vậy là mình đi nhiều không ông anh ảnh? Dạ cũng tùy theo hàng vậy, ví dụ hàng nhiều thì mình đi gì chạy nhiều, còn hàng ít thì rồi cuối tuần mình được nghỉ. Rồi là mình đi từ đâu tới đâu? Nói chung đi tất cả chị ơi, các tỉnh rồi chạy gần cũng có, tại em chạy cảng chắc lái á. Anh đang hiện là anh đang ở sống ở gần cảng không hay như sống ở đâu? Không, em ở sau lưng Suối Tiên á, có nghĩa là đường số 4 Hòn Hữu Nam á chị. Rồi anh ở ngoài Suối Tiên đúng không? Rồi ok. Thì bây giờ sau cái sau cuộc hôn nhân đó thì mà lý do vì sao anh chia tay vợ mình á? Anh ở bao lâu? Nói chung bây giờ dạ ở được cứ 27 chị, nhưng mà nói chung bây giờ mình cái chuyện quá khứ thì nói chung là bây giờ sai thì ai cũng sai. Nhưng mà vợ em thì người ta nói chung người ta có bầu á. Rồi cưới 27 rồi ly dị bao nhiêu năm bao nhiêu? Dạ cuối 2019 vậy. Là lúc đó con chỉ mới 2 tuổi thôi đúng không? 2 tuổi mấy thôi. Dạ. Là anh phát hiện hay như thế nào vậy anh? Dạ. Người ta thưa ý là người anh phát hiện người ta có người thứ ba hay như thế nào á? Thì nói chung là người ta chở đi trước mặt mình thì có người ta chở đi nhiều lúc em đi làm á, cái công việc của em nó là như vậy. Thấy không có nhà nhưng mà lúc còn em đi tìm thì phát hiện nó là như vậy đó. Nói chung là mình phát hiện luôn đúng không, mình tận mắt chứng kiến luôn đúng không?
Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn là mẫu người như thế nào nè? Mẫu người thì đối với em thì em không có quan trọng, em chỉ cần một người phụ nữ họ hiểu mình, họ thông cảm cho công việc của mình. Rồi. Còn đẹp xấu hay là dù có chồng có con đi nữa em vẫn chấp nhận. Nhưng mà em không cần, chỉ cần một người phụ nữ họ hiểu mình, công việc của mình nó là như thế. Nhiều lúc em nói thiệt, biết cái nhà nó đang ở đó nhưng mà công việc mình đã nhận hàng người ta, chắc chắn mình phải đi, mình phải làm. Rồi ok. Rồi bây giờ nè, bây giờ nói về ngoại hình tí đi. Em biết là xấu đẹp anh không quan trọng, nhưng mà anh muốn một cái người như thế nào, tại vì mình có yêu cầu được ha. Rồi về ngoại hình là anh cao mét mấy anh? Dạ em cao 1m66 chị. Rồi bây giờ người đó cao mét mét rưỡi trở lên được chưa? Dạ được chị. Rồi rồi còn anh còn yêu cầu gì không? Cao ca rồi mập nói chung là da trắng da đen, tóc dài tóc ngắn gì không nè? Thì tóc cũng bình thường, ngang vai cũng được. Dạ, rồi còn, độ tuổi thì như thế nào anh? Độ tuổi thì từ 90 trở lên. Rồi quê quán của người ta anh có quan trọng không? Em không quan trọng chị, nói chung một khi mình đã xác định thì ở đâu cũng được hết. Dạ rồi anh có điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Nói chung là bừa bộn dơ giấy, nói chung là tính em thì hay, nói chung là hay sạch sẽ chút. Rồi thì ở đây chỉ là buổi casting của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Nếu như được anh được lọt vào vòng 2 của chương trình, hoặc là ví dụ như là có đối tượng phù hợp thì bên chương trình sẽ gọi lại cho anh ha. Dạ em chào anh ạ. Dạ.